Sáng xin chào cả nhà. Hôm nay Sang có một cái sản phẩm mới gửi đến cả nhà. Thì cũng đã lâu rồi Sang không có lên cái một cái cuộn dây tưới vườn như thế này. Cái lần đầu tiên Sang nhớ mà lần đầu tiên mà giới thiệu một cái cuộn tưới á, thì anh em mua rất là nhiều cuộn tưới đó. Thì lúc đó Sang nhớ là Sang bán có đâu 600 mấy gì đấy. Cái cuộn đó thì nó một cái cuộn Made in Việt Nam. Sau đó thì có những cái cuộn là nó xịn hơn, nó tới 1 triệu mấy cuộn gì đó. Nhưng mà hôm nay lâu rồi không có giới thiệu lại, và hôm nay có một cái cuộn mà Sang mới về, cái mẫu này bây giờ á, cái mẫu này nó bán ở thị trường Nhật nha cả nhà. Takari nó có một cái công ty ở ở Việt Nam. Cái Takari á, nó có một cái nhà máy nó sản xuất rồi xong rồi nó xuất khẩu qua bên bên Nhật Bản lại, và nó cũng có một cái công một gọi là một cái bên phân phối cái sản phẩm của họ, nhưng mà là một số dòng cơ bản, một cái dòng nào đó thôi, nó không có cái bộ này. À, không có cái bộ này. Bộ này là Made in Japan luôn cả nhà, nội địa Nhật luôn. Takari nó là làm 3 nước. Gồm có là Việt Nam, Nhật Bản và Taiwan, một số cái mẫu sẽ có cái hàng Taiwan. Thì chút xíu sang giới thiệu sau. Quay lại cái cuộn này. Cuộn này là nó đặc biệt hơn trong những cuộn khác, và nó chỉ có một mẫu duy nhất cái cuộn này thôi cả nhà. Mẫu duy nhất. Cả nhà thấy nó đẹp không? Gọn vô cùng. Cái này nó rút tự động. À, cái cuộn này nó rút tự động cả nhà. Đây nè, nó có cái nút nè. Thì nút trên này nó sẽ để tiếng Nhật. Đó. Rút tự động ha. Rút tự động. Đây. Ở cái bộ này thì nó có đầy đủ luôn. Cái vòi, cái vòi này cả nhà thấy quen không? Cái vòi này á là nó giống cái vòi mà hôm trước sang bán 298 hay 295 gì đó. Thì nó dài hơn tí xíu. Cái vòi bán lẻ thì họ sẽ làm dài hơn, còn cái vòi mà tích hợp với cái cuộn này thì nó ngắn hơn, khúc này nó ngắn. Đó, nè. Thì cái vòi này nó chỉ bốn chức năng cơ bản, cho nên là cả nhà thấy là nó sẽ có nhiều loại vòi, nhưng mà cơ bản nhất cái vòi sử dụng mà chúng ta chỉ cần bốn chức năng thôi là đủ rồi, tức là nó sẽ xòe tán ra hoặc là gom gom lại một một giọt ha. Đó. Nè. Rồi, cuộn dây này nè, kéo ra. Đó, hoặc là cả nhà bấm nút này, cả nhà kéo nếu mà không muốn kêu. Đó. Ha. Cái rulo này ha. Dây của hãng làm rất là dày luôn cả nhà ơi. Cái đường kính ngoài của hãng để đây nè. Nó sẽ là 11 ly và đường kính trong là 7 ly rưỡi. Thì tức là cái độ dày của một cái ống này, độ dày nó hơn 1 ly rưỡi, rất là dày. Nó ba lớp nha. Một lớp bên ngoài nè, nhựa bên ngoài nè, một lớp sợi vải bên trong, và lớp bên cuối cùng á là nó là một cái cao su ha, cao su. Đó, này nó vẫn cứng ngắc rồi. Tính dặn ra cho cả nhà xem mà nó cứng quá. Rồi, thôi để qua bên đây, nói về vấn đề về chức năng của nó đi. Thì cái này là rút tự động nha cả nhà. Nó cái chiều dài của cái cuộn này 15 mét, nó chỉ có một loại là 15 mét thôi cả nhà ơi. 15 mét ha. 15 mét. Nói chung 15 mét là sử dụng vừa rồi. Dài quá nó lộm thộm và khi mình kéo lại nó bị gối từ lưng hết. 15 mét là vừa. Đó. Ha. Khi cả nhà buông ra nè, buông ra thì nó sẽ tự đứng lại ha. Nè. Rồi, muốn thu vô thì chỉ cần bấm nút. Bấm nút như thế này. Đó. Ha. Nó sẽ thu vô. Rút tự động ha. Rất là tiện cho mình. Ở phía trên này cả nhà thấy là nó sẽ cái đầu này đầu vô, đầu ống nước vô. Đó. Đầu ống nước vô. Đầu nước vô là chúng ta đút vào đây. Cái này là đầu nước vô. Khúc này nó chắc cũng khoảng được 1 mét ngoài, hơn 1 mét ngoài. Còn cái đầu này là chúng ta sẽ để ở cái vòi của chúng ta, cái vòi nước của mình, vòi nước ra đó. Nó ba con ốc chúng ta dặn lại ha. Chúng ta có thể dặn cố định cái vòi này luôn cũng được. Khi mà sử dụng xong, cả nhà rút cái này ra nè. Rút ra. Dặn cố định ở trên vòi cũng được ha. Cho mỗi lần chúng ta mới sử dụng, chúng ta phải dặn ra dặn vô, thì dặn cố định trên cái vòi xong rồi khi mà sử dụng chỉ cần cắm vô là sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Mang theo ở đâu đó để chúng ta rửa ha. Xong rồi bỏ vô cốp xe xe hơi á, hoặc là chúng ta bỏ phía trước xe máy của chúng ta là nó gọn vô cùng luôn. Rất là gọn. Xịn nữa. Made in Japan, sản xuất tại Nhật. Chiều dài 15 mét này. Made in Japan.
Rồi. Thì cái cuộn này á, giá của bên Trung Cư 24 là bán 1.980.000. Nếu mà cả nhà mua cái bộ này sách sách tay về ha, gọi là sách tay về. Cái này nó nặng nha. Cái này chắc mình nghĩ nó 3 kg hơn. Nó cái tiền vận chuyển không á, là nó cũng đã 700.000 rồi. Chưa tính cái giá thành của cái cuộn này nữa. Đó. Cái này mình nhập ở đường biển về cho nên là giá nó tốt ha. 1.980.000 và giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha cả nhà. Khi mà mình giao bên xung dụng cuộn 4 giao cho cả nhà, nó sẽ là nằm ở trong cái thùng như thế này nè. Thùng giấy nè ha. Takari thùng giấy như thế này. Đó, và sẽ được bọc một lớp xốp nữa. Đó là cái sản phẩm vòi tưới ở một cái bộ bộ tưới vườn của hãng Takari. Ngoài ra thì Sang giới thiệu thêm một cái này cả nhà, nếu mà mua cái này đi với cái vòi này rất là tiện luôn. Thì cái vòi này dành cho những nhà những anh em mà khách hàng mà có sân vườn hoa hoặc là rau, nói chung là vườn lan chẳng hạn. Cái gì mà mình sợ tưới mà nó bị dập đó, sợ bị dập lá, dập cánh bông hoa rồi đó ha, thì mình sử dụng cái này. Bản thân cái vòi này nè, nó đã nhuyễn rồi. Bản thân cái vòi nhựa này nè, nó đã nhuyễn rồi. Tức là khi mà chúng ta sử dụng chức năng mà nó toán ra đó, tưới vào sen đó, thì nó đã nhuyễn rồi, nhưng mà nó vẫn không nhuyễn bằng cái này nha. Cái này nó lại nhuyễn hơn nữa. Cái này nó nhuyễn hơn nữa. À, cái chức năng của cái vòi này nó nhuyễn hơn nữa. Cái này là thép không rỉ nha cả nhà. Không hít 500. Không hít 500 cái này. Cái này thì cái vòi này nó đơn giản lắm, nó không có cầu kỳ lắm, nhưng mà nó được cái là cái tán này nó rất là nhuyễn, và cái này xài nó không có bị sét, không bị reset của hãng Takari ha. Cái chiều dài, Sang sẽ đo chiều dài của cái này. Cái tổng chiều dài của cái vòi này là 36 cm, 36 cm. Nó có cái khóa vòi cho mình luôn. Tức là mình sử dụng nước đó, mình khóa lại nè, hoặc là mình chỉnh nhẹ hơn tí xíu, mình để vừa như thế này cho nước nó ra nhẹ hơi, hoặc là chúng ta khóa lại ha, cầm rất là tiện luôn. Để cái vòi vô đây ha, ta sử dụng. Cắm nước vô đây nè, cắm vô đây cái dây á, chia cái nhà để xem xíu nha. Đây nè, cái này đó thì cái loại vòi này nó phải cố định nè cả nhà. Tức là cái loại vòi này á, nó xoay 360 độ, nhưng mà cái này nó khi mà đút cái dây nó phải cố định ở đây để mà tưới những cái gì mà chúng ta sợ nó dập, trồng rau, những cái cánh này, cái nào mà nó dễ bị dập lá, dập cánh bông hoa rồi đó, thì sử dụng cái này. Cái bề ngang của cái đường kính vòi, đường kính trên này nè là 4 cm, đường kính là 4 cm ha. Thì cái này, cái bộ phận này á, cái này là nó xuất khẩu cho Nhật Bản, tức là nó làm cho thị trường Nhật. Nó có hai xuất xứ là Made in Việt Nam và Made in Taiwan. Thì cái Made in Việt Nam mình nghĩ là cái phần dưới này, và Made in Taiwan là cái phần trên này. Làm rất là sắc sảo ha, rất là sắc sảo. Thì cái bộ này giá của nó là 495.000 một cái nha cả nhà, 495.000. 495.000 giá chưa có ship. Thì khi mà cả nhà nếu mà mua một cái cuộn dây này luôn và cái vòi chung luôn, nếu mà mua cuộn dây vòi chung thì Sang sẽ giảm cái vòi này nha. Thì sẽ giảm cho cả nhà là 495.000, Sang sẽ giảm 65.000, còn 430. Tức là giống như là giảm phí ship vậy đó. Giảm 65.000 cho cái vòi này nếu mà mua chung nha. Mua chung cái này với cái này thì giảm cái vòi này 65.000. Rồi, Sang giới thiệu hai sản phẩm trong ngày video ngày hôm nay thôi. Kế đến một chút xíu là Sang sẽ giới thiệu một cái kéo cắt cành ha, thì cả nhà đón xem một cái video kế. Sang cảm ơn cả nhà. Đặt hàng thì gọi điện trực tiếp vào số điện thoại, và đừng quên là bấm đăng ký để theo dõi những cái video khác. Sang xin cảm ơn, xin chào cả nhà.